Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình về cho anh em mấy cái thứ khá là hay nha các bạn. Đây, đầu tiên là toàn hàng mới không nha các bạn. Đó, liềm này. Cái liềm này mình chắc nghĩ là chắc anh em ở miền Tây xài nhiều chứ miền Trung mình xài cái liềm nó ngắn chứ nó không được kinh khủng vậy đâu. Đó, cái liềm này thì hàng chuẩn made in China luôn nha các bạn. Có chữ made in China dập chìm luôn nè. Hàng Trung Quốc nội địa. Đó, không đựng đồ nghề của Nhật này. Đấy. Rồi đèn pin combo 3 cái 120.000 các bạn, không bao pin nha. Cái này tí nữa mình sẽ phân tích cho các bạn vì sao mà mình không bao pin cũng như là cách thức thay pin cho nó vô cùng đơn giản luôn. Đó, bây giờ ở nhà thì chúng ta cứ mua một cái đèn pin này đi ban đêm xoay đội đầu rồi đồ đi làm việc này kia lên tinh này cũng trăm mấy 200.000 cái tùy loại. Rồi, đặc biệt hôm nay có một cái loại đèn pin cực kỳ hay luôn. Cực kỳ rẻ luôn các bạn, chỉ có 80.000 mà cũng có một cái đèn pin như thế này. Đèn pin đó. Hàng thanh lý rất rẻ nha các bạn. Cái đèn này trên Shopee người ta bán 150.000 á. Rất sáng luôn các bạn. Đó, chập nữa thì mình giới thiệu kỹ hơn. Đèn này thì hàng còn mới nguyên luôn, chưa có ái gì hết. Đó, mình hướng dẫn anh em mai mốt có thầy nó là một viên pin 18650 này này. Một cặp loa. Cặp loa này là cái cặp loa mà anh em hát karaoke đó. Ví dụ như mai mốt mà nhà chúng ta ở đây kết hợp nối với âm ly các bạn. Đó, đây là cái loa hai cái loa ấy kết nối với âm ly để mở nhạc hát karaoke. Rồi đây này, đây là cái loại mà rất là thông dụng luôn các bạn, cổ dê. Hàng này là hàng Trung Quốc nha. Nhưng mà đồ này thì xài rất là sướng các bạn, 20.000 một ví như thế này mà được tới 8 cái. Bình thường anh em ra ngoài thị trường mua một cái như vậy là cũng bán người ta bán 5.000 á. Ở đây đủ các cỡ luôn, cổ dê thì xài trong rất là nhiều trong cái cuộc sống luôn các bạn. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết giới thiệu từng món sản phẩm cho các bạn coi luôn. Đây các bạn, mã số 1 này các bạn. Mã số 1 là những cái cặp ray mà ngày xưa mình cũng đã từng bán cho các bạn rồi. Đợt này thì nó còn là một ít này các bạn. Nó lâu quá rồi mình cũng không có làm video này. Thì đây là những cái cặp ray tủ bếp các bạn. Đây là những cặp ray tủ bếp, hàng đây là hàng của Wellhua này, made in Taiwan các bạn. Kích thước là 40cm, hàng mới nguyên chưa xài đâu. Đó, đây là ví dụ như chúng ta thi công những học tủ bếp nó có cái chế độ là ti hút này. Đó, nó sẽ tự động nó đóng cái tủ bếp cái đồ. Đây thường thường người ta làm những cái học tủ để son nồi này, gia vị rồi đó các bạn, trong những cái nội thất cao cấp á. Thì bình thường thì chúng ta mua một cặp như thế này thì nó rất là mắc tiền nha. Đợt này mình thanh lý cho anh em chỉ 80.000 một cặp thôi. Đó, đây là mã số 1 các bạn. Rồi tiếp theo là mã số 2. Cái loại này là cái loại thông dụng bậc nhất mà anh em thường hay gặp này. Đó, cái loại này thì mình bán theo cặp nha các bạn. Cái loại này là 30cm này các bạn. Cái loại này là chỉ loại đơn. Anh em mà thi học nhân công những học tủ mà ngăn kéo nhỏ nhỏ đó, chúng ta mua này về làm rất lợi các bạn. 20.000 một cặp. Cặp như thế này. Chiều dài là 30 nha các bạn. Chiều dài là 30cm. Đó. Mã số 2 là 20.000 một cặp này. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 thì cái này là cũng 20 nhưng mà cái này cái bảng nó bự hơn các bạn. Đây, mã số 3 này, cái bảng này thì nó là ray này là nó ray 3 khúc các bạn. Ray này 3 khúc này nó mắc tiền hơn chút. Này, ray 3 khúc này các bạn. Nó có cái khớp giữa này. Nên khi chúng ta kéo học tủ là nó tận dụng hết cái học tủ đó. Đó. Cái này mà anh em nào đang được mà thi công nội thất rồi mà mua cái này là lợi luôn các bạn. 30.000, 30 phân nhưng mà là 3 khúc, giá 30 cành nha. Rồi tiếp theo là mã số 4 này các bạn. Mã số 4 này thì nó là cái loại ray mà nó ray hít các bạn. Ví dụ như chúng ta làm những học tủ nhưng mà nó giống như cái này nhưng mà nguyên lý hoạt động của nó các bạn coi này. Khi chúng ta mở ra chúng ta đóng cái tủ lại thì nó sẽ tới cái mức này các bạn, nó hít này. Nó hít cái học tủ chúng ta vô. Đó, nó tự động nó hít vô này các bạn. Thì cái này mình cũng sẽ bán cặp nha các bạn. Ở đây này. Ví dụ như cái này đây, nó dính linh quá. Đây nó nằm trong kho nó vừa linh nhớt nhiều các bạn. Đó, đóng tủ lại này, đóng tới mức là nó tự nó hít này. Đó, đây này là ray giảm trắng. 4 là 50.000 một cặp như thế này các bạn. Cái này là 50.000 một cặp. Kích thước nó là cũng là 30cm thôi. 30cm nhưng mà nó có chế độ giảm trắng. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là 35.000 một cặp cái loại này. Kích thước là 435 phân, cái nó dài hơn. Mã số 5 này. Nó có ít tao cái này mình có mấy cặp à. Có nhiều thì bán nhiều nha các bạn.
này, nó ba khớp này các bạn, nó dài 35 này, màu đen nha các bạn. Mã số 5 là 35.000 một cặp nha. Mã số 6 này các bạn, mã số 6 là cái loại ray này. Cái này thì nó là cũng loại da giảm trắng nhưng mà nó chỉ có 25 phân thôi. Đó, cho mấy anh làm cái học cũ nhỏ này các bạn. Cái dây này hay lắm các bạn. Đó, nó tới đây này, hít vô. Rồi ở đây là mình có được mấy cặp thôi các bạn, cái này là nó có được chắc có mấy cặp thôi, anh em nào mua hết luôn cái này cho mình đi. Giá là số 6 này 40 nha, mà số 6 40. Rồi số 7, số 7 là đây là mình bán nguyên rổ các bạn. Số 7, số 8, số 9, số 10 là những cái combo. Combo này nó rất là lộn xộn các bạn. Bây giờ thì mình không thể nào mà mình ngồi mà mình phân tích từng cái cho các bạn coi được. Combo này thì nó nhiều loại nha các bạn. Cái này thì mình cũng không có biết được bao nhiêu cây trong này đúng không ạ. À, riêng cái này lớn này 45cm này. Loại này là loại ray thường, nhưng mà tới 45cm. Thi công lớn này các bạn, để coi 1 này, 2 này, 3 này, như 3 cặp rưỡi các bạn. Nó không đủ cặp nha. Còn cái này này, thì cái này là cặp nó là 4 này. Đó. Rồi cái này thì nó cũng, đây này cũng có đủ cặp đủ đồ các bạn. Với rất nhiều cái thanh ngắn ngắn còn 20 phân như này nữa, nhiều lắm, đủ loại trong này hết. Rồi, cái combo này thì mình bán hết combo là 600.000 nha các bạn. Mã số 7 600.000 này. Nó nhiều loại lắm nha các bạn. Đó, và ray là ray đen hết nha. Mã số 8 cũng là 600. Cái mã này thì nó cũng loạn loạn á, nó cũng khá là nhiều loại, cũng mình không có phân tích ra kỹ được cho các bạn đâu. Đây này, đây là có một cặp giảm trắng này các bạn, 45cm này. Đó, rồi ray thường cũng khá nhiều. Đó, sau dưới này nữa các bạn. Này, ray thường này. À, có mấy cặp ray giảm trắng này nữa các bạn. Ray giảm trắng này, loại này có hai cặp nữa này, loại lên này ray trắng này. Đó, anh em nhìn này. Đó. Cặp này là có hai cặp nha, cái loại này là có hai cặp luôn. Đó. Combo này cũng là 600 luôn. Đây, mã số 8 này, combo này là 600 này, free ship này. À, tiếp theo là combo số 9 các bạn. Combo số 9 thì cũng 600.000 luôn. Cái này nó cũng khá là nhiều loại. Đó, cũng khá là nhiều loại trong này. Đây các bạn. Này, đây có mấy cặp này giảm trắng luôn này các bạn. Bỏ đi. Quay. Combo này thì giảm trắng khá là nhiều các bạn. Đây. Combo này là có mấy cây giảm trắng lớn này. Nó là cặp rễ thường này. À. Nói chung là đồng đều nha các bạn. Nó cũng đồng đều chứ nó không đến mức mà đây này, đây có hai, có một cặp cũng giảm trắng này. Combo này cho mình tìm cái mã số. Combo này mã số 9 nha các bạn. 600.000 luôn các bạn. Ba combo này thì nó lanh quanh, nó đều đều nhau chứ nó không có thuộc cái gì nhau đâu. Số 9 600 này các bạn. Và mã số 10 này các bạn, mã số 10 này thì 150 nha. Cái này cho anh em về làm gì được thì làm chứ còn cũng không rõ lắm các bạn. Cái thanh này được này, cái thanh này là giảm trắng bút bi này các bạn. Một thanh này. Thanh là giảm trắng thường này cũng có một thanh thôi. Một cái này thì nó đó, cái này là một thanh thôi này. Đó, một thanh giảm trắng lớn này. Đó. Rồi nói chung là tinh tinh nó đơn đơn hết chứ nó không có cặp. Đây này, đơn này. Đơn. Đơn này các bạn. Có mấy cái này nữa. Cái này lộn xộn này mình bán 150 nha. Dùng gì anh em tận dụng làm gì đó làm này. À, số 10 150. Đây các bạn, đầu tiên là mình giới thiệu cho bạn cặp loa của XMAX này. Cái cặp loa này á thì để mình cho các bạn coi thông số này. Con này thì nó sở hữu một cái bass 20 nha các bạn. Bass 20 trong này này. Cái này chúng ta về chúng ta mở ra để chúng ta kiểm tra. 11 chúng ta mở ra kiểm tra. Con này là dòng professional, dòng chuyên nghiệp karaoke. Đó, đây là cái bass 20 các bạn. Con này bass 20 rất là giống cái bass ngày xưa mình bán cho các bạn là một đôi nó 300 mấy đấy. Đó, một bass này hai chép này. Đó, cái lo này thì nó như vậy thôi, thùng là thùng gỗ nha các bạn. Thùng gỗ công nghiệp. Cái này thì bây giờ hiện tại mình không có cái âm ly nào để mình thử cho các bạn hết trơn. Thì trước mắt thì mình cứ việc giới thiệu này đã. Đó, đây một mình bán là một cặp nha. Đó. Cái này thì đường kính chiều rộng của nó là đây là chiều ngang các bạn. 45cm này. Đó. Chiều này á là 28cm.
đó. Và chiều cao của loa là 26 cm đó. Thì đó là thông số của nó. Cái này thì nó thiết kế theo cái hình dạng đường cong như thế này nè. Hàng này là hàng mới 100% nha các bạn. Còn tem niêm phong của nhà sản xuất luôn, chứ chưa có chưa có đụng này các bạn đó. Con này thì giá bên hãng đang bán là 2.790.000 á. Còn bên mình thì có lô hàng giá rẻ này mình cung cấp cho anh em với cái giá siêu ưu đãi luôn. Đây là phía sau của nó các bạn. Đó, con này là của Denori này các bạn. Đó, dòng Professional Audio này. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, có nghĩa là 8 ohm 150W. 8 ohm 150W này. Kích thước của lo này các bạn, 440 x 270 x 270. 50 hạt. Đó. Nó thông số cái tận nằm ở trong đây 90 decibel. Đây là công suất quan trọng nhất này, 150W là cái bát 20 đó các bạn. Đây là cái chân để chúng ta đấu dây vô này. Đó. Có lỗ thông hơi đằng sau này. Con này là lo phải này các bạn, còn cái lo dưới là lo trái nha. Thì chúng ta về chúng ta đấu nối vô dàn âm thanh, đảm bảo nghe là bát cháy các bạn. Hai cái bát 20 này nó đập rất là mạnh nha các bạn, rất là lực. Đó. Ở đây thì mình không có âm ly để mình test cho các bạn được. Anh em thông cảm nha. Thì cặp lo này anh em mua cái này gọi là cặp lo ít mắt nha, đồng giờ Professional đó, 1.600.000 một cặp. Đây, hàng bãi, 1.600.000 một cặp, hàng mới chưa xài nha các bạn, hàng còn thùng còn hộp luôn nha các bạn. Đây các bạn, tiếp theo là cái đèn pin đó. Cái đèn pin này rất là hay nha. Cái con này nói chung là giá siêu rẻ luôn nha các bạn, 80.000 một cái đèn pin như vậy mình thấy quá rẻ luôn các bạn đó. Đào ra một cái đèn pin chất lượng như này. Dòng này thì chúng ta muốn tháo gỡ các bạn, đây là một con ốc này đó. Trên này là một con ốc nữa đó, bạn hang ốc này đó, chúng ta chỉ cần mở hang ốc này và mở ốc này là chúng ta tách được cái cán này ra, là chúng ta thay được viên pin 18650 này các bạn. Đây là một xe pin 18650 đằng sau này các bạn. Đó, anh em nhìn sau vô thấy xe pin không đó các bạn, xe pin 18650 nằm đó. Thì mai mốt có dù cho có hư hao gì đó thì chúng ta rất là dễ dàng mà thay thế nha các bạn, rất là đơn giản luôn. Và con này thì cái ở dưới nhựa nhưng mà trên cục này là làm nhôm này các bạn, bởi vì nó tản nhiệt cho tốt á, người ta làm cái này để tản nhiệt cho cái ấy, cho nó tốt này, chứ nó sợ nóng các bạn. Khúc này là khúc nhựa làm rất là bài bản nha. Thì con này là cái chó rất là to, mình rất thích cái chó đèn này, nó sẽ sáng để nó pha hung đó các bạn, rất là trong. Mặt này là mặt nhựa nha các bạn, nhựa giả kính. Cái đây thì chúng ta mua làm dùng một con để chúng ta bỏ vô cốp xe hay là để nhà chúng ta hay đi rọi đi đồ linh tinh các bạn đó, thì ngon các bạn. Sạc là bạn sạc bằng cổng micro USB ở đây đó, chúng ta sạc bằng micro USB nha. Rồi đây là cái nút nguồn nó này, báo dung lượng pin này. Con này là có mấy cái 1, 2, 3, 4, 5 cái điểm led này để nó đấy. Thì cái này thì nó sáng lắm nha các bạn. Nên mình bật chế độ này, một này anh em để anh em nhìn cái này cho nó tối này dễ coi này. Một này. Đó, cái cho pin nó rất là to bạn. Đây này, nhìn vậy này. Như thế này thì chúng ta trang bị một cái trong nhà. Đây là hàng mới các bạn, pin thì nó còn rất là ngon. Hai này, ba này các bạn, chớp này. Đó, và bốn là chế độ này. Đây, bốn là chế độ này. Ví dụ như chúng ta đi cắm trại cắm đồ, chúng ta để nhà nó sẽ soi sáng. Chúng ta ăn uống này kia hay là chúng ta làm muốn rảnh tay á, chúng để vậy chúng ta soi làm việc. Một cái là tắt, nó rất là đơn giản thôi, bốn chế độ các bạn. Đó, đặc biệt là cái cục này nó bằng nhôm này các bạn. Cục này nhôm này tản nhiệt này. Đó, rất là hay nha. Tháo lắp thì vô cùng đơn giản luôn, có cọng dây đeo nữa các bạn. Thì cái đèn này là em pin cầm tay là 80.000 một cái nha các bạn. Đó. Tiếp theo là cổ dê. Đây là gọi là cái cổ dê các bạn, bình thường chúng ta ở nhà dùng để xiết ống nước rồi đó. Hay là những cái tiết cơ khí đây. Ở đây nó có 8 cái là nó bốn cửa nha các bạn, từ cửa lớn đến cửa nhỏ. Đây, 8 cái này. Lớn đến nhỏ này. Xí cái đây này, này đúng cái đây. Chúng ta xí cái này lại này các bạn. Đó, xí lại này. Mở ra rồi xí lại các bạn. Cái này thì nó tiện cái là nó dùng cái này này. Chúng ta xí là chúng ta xí bằng tay. Nó nói chung là có nhiều anh em thích cái loại mà đút cái ốc vô dạng, nhưng mà có nhiều anh em là thích cái loại này nha các bạn, mỗi người mỗi sở thích, mình là thích cái này hơn. Đây gọi là cái cổ dê nha các bạn. Đó.
đây nó gồm có một bị như này á, một lóc như này là 8 cái này, 20 ngàn nha các bạn. Tính ra có mấy ngàn đồng một cái thôi, anh em mua về để dành chúng ta xiết ống nước này, xiết ống hơi rồi đó các bạn, rất là cứng. 20 ngàn một bộ, một bị như này. Rồi tiếp theo là cái này, cái hộp tắc ke nhựa các bạn. Hộp tắc ke nhựa này, đây là một hộp tắc ke. Cái này thì ví dụ như chúng ta ra ngoài, và bây giờ chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta mua một cái hộp như này á, hay là mua cái số lượng mà tắc ke như này á, thì nó cũng mất mấy chục ngàn các bạn. Một hộp như này là nó gồm có chắc cũng 30 con vít đó các bạn, mấy con mình đếm tỉ, nhưng mà 30 cái đầu này, không phải 30, có mấy cái. Rồi cái đây là 6 cái này, cái đây 10, cái 10 hai mấy con á. Thì cái này ví dụ như chúng ta có 15 ngàn thôi, anh em mua về để dành trong nhà. Nhiều khi chúng ta lại bắt tranh ảnh rồi treo tường này kia các bạn, đóng kệ đóng đồ á, tắc ke nhỏ các bạn. Anh em mua hàng sẵn tiện là kèm những cái tắc ke này luôn nha. Thì đây là cái con tắc ke của nó, là con vít, một hộp như này chắc khoảng 30 bộ các bạn, 25-30 bộ. Giá chỉ có 15 ngàn một hộp như này các bạn. Hộp này là hộp tắc ke nha, 15 ngàn hộp này. Đây, cái loại này mình có 10 bộ các bạn, mới nhập về được 10 bộ, 170 ngàn một bộ này. Không, 150 thôi, cái bộ này 150 nha các bạn. Đây các bạn, 150 một bộ này. Cái bộ này thì chúng ta xài đi qua gia đình nha các bạn. Mình thấy cái này mà anh em nào mà đi phượt á, nên mua một bộ sắm đi theo nha các bạn, đi cắm trại đâu cũng được nha. Chúng ta đi phượt á, tại vì nó đã đóng hộp sẵn như vậy rồi, nó làm cho chúng ta một cái hộp nó đẹp như thế này nè. Đó, thì chúng ta chỉ cần bỏ vô vali thôi, bỏ vô giỏ sắt thôi, hoặc là bỏ trên xe. Đó, những chiếc xe có cốp to như xe lít rồi đó các bạn, nhưng bỏ vô, hoặc là chúng ta đi cắm trại chúng ta bỏ vô ba lô, vô đồ nghề. Đây thì trong bộ này nhìn là tái liền các bạn, nó có một cái này mình chả biết là cái gì, anh em nào biết cái này là cái gì cái comment cho mình biết với. À, mình mới vừa phát hiện ra nha các bạn, nó gắn vô cái đầu này nè, đó, để nó trở thành một cái búa cao su, mà chúng ta gõ những cái đồ, ví dụ như đồ nhựa hay là đồ ấy, nó không có bị hư á. Đó, rất là hay nha các bạn, thiết kế quá thông minh. Rồi chúng ta đóng đinh, chúng ta tháo này ra, dính khá là cứng nha các bạn, cao su nó hít cứng ngắc à. Đây, căn búa này. Đó, rồi quả búa này, chiếc búa này. Đó, căn búa này, đây là cái lê. À, cái mỏ led nha các bạn, mỏ led mini, siêu mini luôn. Con này độ mở là 20cm nha, 20mm chứ, mới được ốc 2 phân á. Đó, một cái mỏ led dễ thương. Đó, một cái kìm. Cái kìm này là cái kìm bằng các bạn, nhìn nó cũng bình thường, không tốt cũng không dỗm nha. Nhỏ nhỏ nhắn thôi, để chúng ta sửa chữa này kia, nó đi cắm trại đêm đùa mà cầm này là vô địch luôn nha các bạn, rất là sướng. Và một bộ tô vít. Tô vít này là gồm một cán và rất là nhiều cái đầu, trong đó là có từ lục giác cho tới, quên, từ ba ke cho tới vít trừ này. Một bộ như này giá 150 ngàn nha các bạn. Đó, bộ kìm búa tô vít đó, như đây là cũng đủ xài sơ sơ rồi đấy, 150 ngàn một hộp. Mình về được một cái liềm made in China nha các bạn. Đó, 16 inch này, cái liềm này nó to kinh khủng. Ở nhà mình á, mới quê mình thấy cái liềm nó tới đây thôi này. Đó, để cắt cỏ cho bò rồi cắt lúa các đồ á. Và cái liềm này mình nghĩ là không biết ở đâu xài, nó to như thế này luôn. Cái vòng cung này nó rất là bự các bạn. Đó, cái này thì mình nghĩ là cắt những cái cũng vẫn cắt lúa ok nha các bạn. Hay là cắt mấy cái cây to á, cắt bắp đồ á. Nói chung là anh em muốn về làm gì đó làm. Cái răng này, răng cưa này. Cái liềm thì nó phải có cái răng này nó mới cắt được nha các bạn, hay là cắt dừa. Nói chung đại khái là 30 ngàn một cái liềm. Hàng này là hàng nội địa Trung luôn các bạn, đóng chữ made in China rất là sâu này. Đó là mình về được mấy chục cái thôi, 30 ngàn một cái nha các bạn. Đây là cái đế để gắn dao này các bạn. Như nhà chúng ta mà có dao rửa đồ nó vớ vẩn linh tinh á, không có một hệ thống nào thì chúng ta mua cái này. Mua cái này là để về gắt cái da lên lần inox nha các bạn. Hàng này là Osuka Japan. Đây là hàng Osuka Japan này. Đó, trên này thì nó để được một cái liếc dao này, một cái kéo này,
hai cái dao chặt, một cái dao thái và một cái dao gọt trái cây này các bạn. 1 2 3 4 5 6 món này. Đó. Thì ở đây thì 320 ngàn một cái đĩa nha bạn. Cái này để trong nhà thì nó dao rửa nó gọn. Dao kéo rồi nó rất là gọn chứ nó không có lừa thừa luồng thườm nha. Để trong bếp thì nó rất là đẹp. Rồi giá 320 cành. Rồi bộ vòi tắm. Đây, cái vòi đây là vòi hoa sen các bạn. Cái vòi này rất là lớn này. Con này chỉ có 70 ngàn thôi. Này này là hàng để mình mở một bộ mình coi thứ nó bằng cái gì. Này cái đây là cái gác các bạn, cái đây là bằng nhựa nha các bạn. Đó, cọng dây là bằng inox này. Cọng dây là bằng inox này các bạn. Đó, cái cục này là bằng nhựa này. Cái này là cái này bằng gì ta? Bằng inox nha các bạn. Cái này là cái chế độ mà nước này. Thì nó sẽ phun tia, phun ria gì đó các bạn. Đây anh em nào ở nhà mà vòi hoa sen thì chúng ta đang bị hư, bị hỏng hay là đang làm nhà, làm đồ á, mua cho mình một bộ như thế này. Để tắm cho nó đẹp đó các bạn. Inox sáng trưng nha các bạn. Thấy mình trong này luôn, hai các bạn. Cái này là cái chỗ lắc này, rất là đơn giản và gọn nhẹ luôn. 70 ngàn một bộ nha các bạn. Cái đây là bộ vòi sen nha, vòi sen tắm này, 70 ngàn. Còn đây là cái vòi lavabo. Vòi lavabo thì có 60 thôi. Cái vòi lavabo đây cũng mấy nắp luôn. Cái này thì một chế độ không có nóng lạnh nha các bạn. Cái này cho nó nhanh các bạn. Chúng ta gắn vô cái vòi lavabo nó phun nước ra, chúng ta rửa mặt, rửa này kia, rửa tay, rửa đồ. Anh em mua cái này gọi là vòi lavabo nha các bạn. 60 ngàn một cái vòi lavabo này. Đó. Rồi, còn cái đây là cái vòi 360 độ. Cái vòi này thì ví dụ như đó, ví dụ như ở đây mình có hai loại, một là ngắn loại dài này các bạn. Chúng ta cứ mình review cái dài đi. Hàng bãi hết nha các bạn. 20 ngàn một cái đầu như này thôi. Ví dụ như đây là cái vòi lavabo nhà chúng ta. Đó. Đó mình mở cái này ra nha các bạn. Đó, mình gắn cái này vô. Đó mình mở cái này ra, mình gắn cái này vô để cho nó tạo ra một cái. Đó, mình xoay, mình rửa này kia, mình hấp cái mặt vô, mình rửa mặt á. Rồi, cái vòi này 20 nha các bạn. Anh em mua cái này gọi là cái vòi 360 nha các bạn, 360 độ các bạn này nha, 20 ngàn một cái. Rồi tiếp theo là cái thùng đồ nghề các bạn. Cái thùng đồ nghề này thì nó giống cái Toto các bạn. Toto nó 550-600 ngàn một cái, nhưng mà cái hàng này thì nó chỉ có 350 thôi. Mình thấy nó quá là hợp lý luôn các bạn. Con này thì để mình đo cho anh em cái kích thước. Đây các bạn, mình đo cho các bạn coi nè. Chiều dài là 42cm nha các bạn. Chiều rộng của hộp á là 21cm này, và chiều cao nó là 20 nha các bạn. Cái chiều cao của thùng 20 con này hai cái á, đây là nó có cái lỗ khóa này các bạn. Ví dụ như anh em đi làm công trình hay là ở nhà mà đồ nghề sợ người ta làm thấy máy, người ta tay chân người ta đụng vô người ta phá, người ta dùng cái đồ ta khóa này luôn. Đó, tay sắt này các bạn, hàng còn mới nguyên nha các bạn, chưa có xài, nó còn bọc ni lông luôn này. Rồi chúng ta xài thì chúng ta mở nắp như thế này. Ví dụ như trên đây là chúng ta để được kìm, búa, rồi cà lê, mỏ led này kia. Tiếp theo là cái ngăn thứ hai. Đó, thứ hai chúng ta cũng sẽ để được những cái búa, kìm này kia. Ngăn thứ ba là cái ngăn rộng nhất các bạn. Đó, chúng ta bỏ được máy khoan, máy mài, máy cắt trong này. Đó, thì nói chung là những cái thiết kế thùng như thế này thì là thiết kế thông minh mà. Nó làm như cái một cái hộp trang điểm đó các bạn. Người ta mở như thế này để chúng ta lấy được tất cả mọi thứ trong này luôn, mà nó không có bị lộn xộn lên. Chứ một cái thùng, ví dụ như chúng ta mua một cái thùng nhựa đúng không, thì bỏ mọi thứ nó sẽ chồng chất lên nhau, mà múc ra tìm có phải lục đó. Còn cái thứ này chúng ta chỉ việc mở ra và chúng ta lượm những cái đồ mà nó hợp lý luôn, lượm là nó thấy luôn, chứ không có cần mà phải đi lục lạo này kia vớ vẩn cho nó mất công. Rất hay. Rồi 350 ngàn một cái nha các bạn. Ok các bạn, hôm nay mình có một cái combo cho anh em này. Combo này là combo đèn pin. Đó, con này thì đây là ba cái đèn pin. Thì ở đây có hai cái đèn lớn và một cái đèn nhỏ các bạn. Mình về cái lô này. Thì cái lô này là cái lô hàng mà nó bán tại thị trường Việt Nam mà nó. Bình thường anh em muốn ra tiệm điều điện mà mua một cái đèn này thì cũng phải 100-120 một cái này. Đây là đèn nhỏ này. Cái đèn lớn này thì không dưới 150-160 đâu nha các bạn. Đó. Và cái hai cái này này, quên, cái đèn này không dưới 200.000 đâu. Đó. Nhưng mà cái tình trạng của những cái đèn này hiện tại là nó đang bị cái tình trạng là hư pin. Đây mình phân tích cái chỗ hư pin cho các bạn coi này. Đây mình đã mở sẵn một cái rồi này. Đây là cái đèn chúng ta này. Trong đó nó chứa chúng ta là hai cái cell pin 18650.
Thì hai xe pin này là 5,5V nha các bạn, anh quên 3,7V. Thì chúng nó ghép song song là để dung lượng nó tăng lên á. Cái cục này thì chúng ta phải đóng y xì như vậy này. Nó có một cái men bo bảo vệ nữa các bạn. Đây là cái mặt bảo vệ 1S này, với một chân các bạn, lâu ngày quá nó bị oxy hóa nó một chân. Còn đây là cái mặt này nó nằm như thế này, nó nằm bên trong á. Nó đây là mở một cục ra để mình phân tích cho các bạn coi á. Đó, thì ở đây thì ví dụ như đây là một cái xe pin mà rất là thông dụng nha các bạn. Hồi kia mà anh em nhớ mình có cái thời gian mình bán những cái xe pin mà 3.000 một viên á. Xe pin nó hoàn toàn có thể thay thế ở đây được nha các bạn. Đó. Thì bây giờ chỉ cần chúng ta về chúng ta đấu âm dương này. Đó. Âm dương. Đó, là bắt đầu cái đèn chúng ta nó đã sáng rồi các bạn. Này. Đèn này là đèn nó mới nguyên, nó chỉ hư pin thôi chứ còn tất cả mọi chức năng này các bạn. Đèn này là màu vàng nha. Trên này nó có hai chế độ các bạn, một này. Cái chế độ này là để chế độ chớp các bạn. Đó, chế độ này là chế độ chớp này. Chớp liên tục này, ánh sáng màu vàng thì chúng ta sẽ anh em lưu ý là không có ánh sáng màu trắng nha. Đây là có chỗ bao pin nha các bạn. Bao pin đây này. Bao pin cũng như là chế độ sạc lúc này. Hai nút này, một nút đây là nút sáng luôn này. Nút đây là nút chớp này các bạn. Hai chế độ thôi. Thì ánh sáng nó ra ra nè các bạn. Nó màu vàng thì nó nhìn nó có vẻ tối hơn cái ánh sáng màu trắng chút, nhưng mà nếu anh em nào mà làm đi bắt ếch soi cua đó các bạn, chúng ta rất thích cái màu vàng này. Toàn bộ là màu vàng hết nha các bạn. Thì đó là cách mà mình mở ra các bạn. Cái xe đít này nó có một cái tấm che nữa này. Tấm che này thì bốn ốc chúng ta chỉ việc mở bốn ra chúng ta thay thôi. Rất đơn giản. Con này thì có khả năng kháng nước nha. Kháng nước là khi anh em đội đầu mà vô tình đi trời mưa đó, bật ếch rồi đó thì nó không bị nhiễm nước. Tại vì nó thiết kế ron cao su này, tất cả là đều có ron cao su chống nước hết này. Nên anh em yên tâm về xài, ví dụ như đi mưa đi đồ nó cũng yên tâm. Ở đây thì đó là mình mở bùng một cái. Thì tất cả mình trong này là không có bao pin, không bao một chút xíu nào hết nha các bạn. Ví dụ như, nhưng mà lâu lâu nó lại có những cái mà nó còn pin, ví dụ như cái này. Mình khó khăn lắm mình lựa ra được một cái để cho bạn coi. Nó zin như thế này nè. Đó, trong này thì đầy đủ sạc đồ các kiểu luôn. Đây là cái đèn này các bạn. Cái đèn này thì lò lớn thì nó có thể chứa được 2 xe pin 18650 trong này nha. Đó, còn lò nhỏ thì nó khác. Đây này, 4 ốc cho nên chúng ta mở này ra này. Chúng ta thay pin. Con này thì nó còn pin một chút này các bạn. Đó. Thì hên xui thôi, anh em ví dụ như mua bóc đại với mình cũng chả mở ra mình thử từng con này nha các bạn. Đó, con này thì nó còn pin, chúng ta về đỡ phải thay pin, nhưng mà muốn ngon thì cũng phải thay pin cho nó ngon nha các bạn. Tại vì hàng này nó tồn kho khá lâu á. Đây là một ví dụ một cái này. Thì trong cái hộp nó các bạn đầy đủ tất cả nha các bạn. Dây đeo này. Cục sạc các bạn, đây là cái cục sạc của nó này. Thì đầy đủ hết luôn. Tại vì hàng này là hàng mới nguyên mà. Đó, đầy đủ dây đeo và cục sạc nó nằm trong cái hộp nhựa như này. Đó, anh em ở quê mà hay mua để đi đêm đó, soi cua soi ếch thì chúng ta hay mua cái này này. Đó, đây là những cái ví dụ như cái này. Con này là con lớn là 30W nha các bạn. Con lớn là 30W này. Ánh sáng trắng. Đó, con lớn 30W. Thì mình mở con này ra mình coi thấy nó sáng không các bạn. Nhưng con này cũng là tịt hết rồi này các bạn. Nhưng con này cũng tịt hết rồi. Thì nói chung là mình sẽ bán cho anh em là mình bao sóng cho anh em nha, bao sóng. Còn anh con nào hư thì mình sẽ để lại con khác. Thì mình bán cho anh em một cái combo như này này. Là 1, 2, 3 con. 1, 2, 3 con. Giá mình bán là 120.000 một là 3 con. Có nghĩa là bình quân một cái chỉ 40.000 thôi các bạn. Ví dụ như bán bình quân cái này chỉ có 40.000 thôi. Mình bán là combo 3 con như thế này. Để về anh em tự động thay pin nha các bạn. Trong này thì nếu mà thay hết. À, cái đèn nhỏ mình chưa nói. Cái đèn nhỏ này. Cái đèn nhỏ thì nó cũng đầy đủ là sạc và dây đeo này các bạn. Nó cũng bắt tịt pin rồi. Nó tất cả là tịt pin hết rồi. Đó, thì về chúng ta. Đây các bạn. Trong này nó có một xe pin li-ion này. Đó. Và chúng ta muốn mở thì chúng ta cũng mở từ phía sau nha các bạn. Mở từ phía sau này để thay viên pin cho nó. Rồi chúng ta làm gì đó làm. Nhỏ thì nó một xe pin. Thì trong này là combo này là 3 con, 2 con lớn, 1 con nhỏ. Thì giá của nó chỉ có 120 thôi các bạn. 120 cành cho combo này, 3 con, ok. Rồi, đây là một cái đèn tiếp các bạn. Đèn này thì nó không, đây là mấy cái dấu dơ bên ngoài nha các bạn. Không phải là nó bị bên trong nha. Bị cái vỏ nhựa nó dính dơ. Con này là đèn T10. Đây T10 này. Công suất của nó này các bạn. Công suất của con này là 10 đến 18W này.
điện là 220V. Đó. Cái chiều dài của con này là 1 mét nha các bạn. Cái này là cái tiếp 1 mét. Đây các bạn, đây cái máng nó 90 trong 1 mét mình nó nhầm nha các bạn, 90 nha, 90 phân. Đó, thì anh em cái này anh em về có thể là bắt trên nói chung là ông tiếp thì bây giờ nó quá thông dụng phổ thông rồi. Và hàng này thì hàng tồn kho nha các bạn. Nó không đây là dơ dơ là mình chà là nó ra hết nè các bạn. Nó sạch sẽ này. Con này là bản bằng titan nha. Đó, bóng led. Đây các bạn, đây là cái led này. Công suất của nó thì nãy mình có báo rồi đó các bạn. Con này sản xuất 2016 nha các bạn. Tuổi đời cũng lâu rồi, 1300 lumen này, sản xuất 2016 này. Nhiệt độ màu là 6500K này, ánh sáng trắng này. T8 nha, cái này là đèn T8 chứ không phải T10. Đó, công suất thì nãy mình nói rồi các bạn. Công suất là 10 đến 18W này. Đó. Thì mai mốt mình về mình gắn cái máng này, cái bóng đèn này người ta bán ở ngoài thị trường cũng có bán nha các bạn. Đó, mình thay mình mở ra này, mình để cái máng lại trên vách này. Đó, khi nào mà mình xài thì mình lắp vô thôi. Lắp vô xoay một cái là nó ra này các bạn. Để bây giờ mình cắm điện cho các bạn coi nó sáng như thế nào. Các bạn dùng điện 220 nha các bạn, cắm điện và nó sáng thôi. Đó. Công suất thì 90W thì nó tầm này nha các bạn. Cũng khá là sáng nha các bạn. Làm đèn mấy cái chỗ mà nó không quan trọng á, nó ít cần ánh sáng không á thì chúng ta nó rẻ quá các bạn, nó chỉ có 40.000 thôi. Cái đèn này mà trên thị trường thì đèn mới nó cũng phải trăm mấy, 100 mấy, 120 gì đó. Hay là bao nhiêu đó mình cũng không nắm giá lắm, nhưng mà mình bán hàng này là thuộc dạng hàng thanh lý nha các bạn. Dạ. Đó các bạn. Thì đây là 40.000 một cái đèn tiếp nha các bạn. Anh em mua cái này gọi là đèn tiếp nha. 40.000 một cái thôi. Ok. Hôm nay video mình thì như đó các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Chào các bạn. Xe đẩy này các bạn, cái xe này thì mình nói quá nhiều rồi, 80.000 một chiếc nha. Trong video này mình nói lại chiếc xe này. Thì khi anh em mua thì xe này nó sẽ có hai cái bánh trong này. Anh em về là tự lắp nha. Tháo bánh ra lắp này. Đó. Cái trọng lượng con này nó chưa đến 1kg đâu các bạn, nó nhẹ lắm. Anh em ở nhà đi chợ đi đồ các bạn, như anh em thấy đợt trước Tết á, mình có quay một cái video mình đi chợ bằng cái xe này nè, vô cùng tiện luôn. Có thể kéo dài cái này được nha các bạn. Bánh này mở ra nè. Chiếc này mình bán hơn 1.000 chiếc rồi đó. Đó. Thì con này nó tải trọng là 25kg, nên anh em ví dụ như cái đây, cái rổ này nè, mình bưng một mình là chơi với luôn các bạn. Đó. Nhưng mà bỏ lên cái này nè, nhẹ nhàng đẩy đi. Cái rổ này không là 20 mấy 30 kg rồi đấy, nhẹ nhàng đẩy đi các nơi luôn. Rồi giá là 80.000 nha các bạn, giá của xe này là 80.000. Ok. Rồi cuộn dây led màu xanh dương này các bạn, này cuộn này thì mình vẫn bán cho các bạn là 350 nha các bạn. Đó, cuộn này thì không dưới 80m nha các bạn, từ 80 đến 100m, màu xanh dương. Đợt trước mình có nói rồi. Cái dây này thì anh em mua về mua cho nó cái đầu nguồn nha các bạn. Mình thì mình đợt này mình bán mất cái đầu nguồn rồi. Đó. Dây led này trang trí cây rồi đó các bạn, quá cà phê đó thì rất là đẹp nha, màu xanh dương rất đẹp. Ở đây thì chúng ta có thể cắt ra từng đoạn để chúng ta làm những cái dây nó ngắn hơn. Đó. Mua cái dây nguồn cho nó, anh em mua biết cái dây nguồn của cái bộ này rồi. Một cuộn như này màu xanh dương nha, 350.000 này. Đó. Còn một ít giấy nhâm nhật nha các bạn. Còn một ít giấy nhâm nhật thì mình thanh lý luôn. Đây là hàng Lobster này. Đấy. Đồ mình là 400, lóc này 50 miếng nha. Lóc này là 50 miếng giá 60.000 này. Đó, nguyên một lóc luôn. Đó, còn ít ít mình bán cho nó hết luôn các bạn. 60.000 một miếng nha, 50 miếng giấy đăng trong này này. Đó. Còn đây là cái lóc mà cái lóc đây là cái lóc dây nhâm thô này, một lóc như này cũng 50 miếng. Đó. Lóc này nè các bạn, 50.000 này. Đó, nhắm mịn là một lóc lớn, còn nhắm thô này. Nhắm thô là đồ mình 50. Anh em về là chà gỗ, chà sắt gì cũng được hết nha. Hàng này là hàng chuẩn, chất lượng rồi đó. Anh em nào đang có làm công trình gì đó thì mua về làm cho nó tiết kiệm, nó lợi hơn như kia rất nhiều. 50.000 cho cái nhắm mịn này. Là một miếng như này 50 miếng nha các bạn. Đó, và cái miếng này nó to hơn, 60.000. Rồi, súng bắn cát các bạn. À thôi mình qua bên xe trước này. Bánh xe thì vẫn như thường lệ các bạn. Đó, ở đây thì mình có 3 loại. Đây là mã B1 này các bạn. B1 là những cái bánh nhỏ như thế này nha. Vòng bi này đến vườn bi 6 lá 8 này. Thì bánh này mình bán cho các bạn là 2.000 đồng một bánh nha. Bán ít nhất là 10 bánh, mình làm một lần mình bán 10 bánh.
Thì bánh nhựa này đường kính của nó là 7 đến 8 phân. Nó 8 phân các bạn. 8 phân. Đó, bánh này bánh nhựa nha các bạn. Về anh chúng ta chế đồ, chế đạc, chế xe đẩy, xe đồ nhỏ, xe đồ chơi rồi đó, bánh ba tin rồi đó. Này chúng ta chế cái này là rất là ok nha. Tải trọng nó thì một bánh là tải 20 kg nha các bạn. Đây, là B1 này là 2.000 một bánh nha các bạn, rất là rẻ. Đó, còn bánh xe là bánh hơi này các bạn. Đây là mà cho anh em nào mà về chế xe đẩy cây cảnh, đẩy lúa đấy đồ các bạn. Bánh này thì đường kính nó là 25 phân. Đó, đường kính 25 phân này, lỗ trục là 16 này. Đó, bánh hơi nha các bạn. Lỗ trục 16 có sẵn của B luôn. Đây là bánh hơi. Giá là 101 một bánh này các bạn. Anh em mua 2 bánh là được free ship nha. B3. B3 B4 là nó giống nhau về cái hình thức, có nghĩa là bánh đặc á. Cũng nhưng mà bánh này là bánh nhỏ này các bạn, 20 cm này. Bánh này là bánh lớn là 25 cm này. Thì bánh nhỏ là B3 là 101 này, B4 là 135. Mình báo giá lại này các bạn. B1 á là 2.000 một bánh này. B2 là bánh hơi nha các bạn, bánh hơi này. Anh các em coi cái độ tải trọng này, 136 kg trên bánh này. Đó. Rồi, B3 là một B2 là 101 bánh. B3 có 101 và B4 là 135 nha các bạn. Ok, đó là bánh xe. Đây các bạn, đây là cái súng bắn cát của chúng ta này. Này. Đó, thì cái này thì bên mình đợt này bán giá chỉ có 190 cành thôi các bạn. Đây 190.000 này. Đó, bình chứa của nó là con này là nó chứa được gần 1 kg cát nha các bạn. Anh em về dùng cái đồ để xảo cát đổ vô. Nó dùng bình hơi để bắn nha. Đó, chúng ta lắp vào đây. Đó, rồi khóa này lại. Đó, và gắn ống hơi bắn thôi. Cái này thì nó dùng cái chui này nha các bạn. Mình sẽ tặng cho anh em riêng một cái chui này nha. Mình sẽ tặng cho anh em cái này để anh em về anh em gắn vô bình hơi trực tiếp luôn. Anh em yên tâm có cái này luôn. Đó, chúng ta bắn cát, bắn lên những cái chỗ reset rồi đó các bạn. Nói chung là súng bắn cát thì nhà ta chúng ta có bình hơi đó nên trang bị một cái nha các bạn. Tại vì cái đồ này nó rất là hay. Đó, giá là 190.000, được này giảm giá rất là tốt nha các bạn. Đó. Tiếp theo là micro Nhật. Ở đây thì cái micro này thì mình bán rất là nhiều rồi. Đợt này thì giá không bao giờ tốt hơn được nữa đâu các bạn. 140 trong cũng biết dài. Dây là dài 5m nha các bạn. Đó, dây là dài 5m này. Đó, dây cáp xịn này, hàng là Tamaha Made in Japan này các bạn. Có rất nhiều khách mua một cái về mua lại cái nữa đó các bạn. Đó, mình còn cũng mấy chục con nữa là mình hết hàng này rồi. Đợt này thì giá vẫn là đâu rồi, giá là 140 nha các bạn. Đây 140.000 một cái này. Ok. Đây các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho em đó là cái bộ áp suất lốp này. Thì cái bộ này dùng cho ô tô nha các bạn, nhưng mà hiện tại ô tô của mình không có ở đây nên mình review xe nhanh cái này luôn. Đây là cái bộ mà để kiểm tra áp suất lốp để luôn trên xe đó. Thì mình hướng dẫn cho anh em cái lắp đặt luôn, có nhiều bác là chưa biết cách lắp đặt cái này á. Đây các bạn, thì cái bộ áp suất lốp của mình nó đang nằm trên đầu xe đó các bạn. Thì anh em thấy thì hiện tại thì cái áp suất như thế này của mình thì cũng hơi gọi là nó hơi hơi mềm chứ cũng không phải là cứng lắm đâu các bạn. Nó cũng hơi nó cũng dạng như nó cũng không có được đều lắm á. Thì mình sẽ tiến hành bơm lại. Anh em thấy không? Mình để trên đầu xe các bạn. Cái này thì được cái là nó sạc bằng năng lượng nha các bạn. Sạc bằng năng lượng thì nó sẽ khỏe hơn. Chúng ta để đầu xe thì tự động là có cái tấm pin trên đầu này nó tự nó sạc luôn. Khỏi mất công là chúng ta phải sạc thủ công, nó vất vả hơn. Đó. Thì nói chung là khi lái xe thì chúng ta khá là yên tâm bạn. Ví dụ như đang đi xe bạn, bánh trước thì nó bị lệch, nó chồng chèn, nhưng mà bánh sau các bạn, ví dụ như chúng ta lủng một cái bánh sau, chúng ta không bao giờ biết đâu các bạn. Đó, ví dụ như mà chúng ta vừa đang đi xe nhưng mà nó bị lủng bánh sau, nó bị xẹp á, thì rất là khó biết mình đã bị một hai trường hợp rồi các bạn. Đó, thì nó có cái bộ này nó hữu ích và nó an toàn dữ lắm các bạn. Ok các bạn nha. Thì đầu tiên thì đợt này giá rất là tốt các bạn, chỉ có 400.000 bộ này bao ship luôn rồi. Đây ví dụ đây là chân van, chúng ta cứ tưởng tượng đây là một chiếc xe ô tô đi. Đó, thì khi mà anh em mua về thì anh em mở cái van nhìn của xe ra. Đó, trong bộ này này nó sẽ có là một cái máy. Đây là cái máy của nó này. Đó. Bộ đồ nghề các bạn. Bộ đồ nghề nó thì gồm có 4 con ốc xiếc, một cái cà lê. Anh em phải giữ cái cà lê lại nha các bạn. Tại vì cái cà lê này chúng ta không có mua ở đâu ra đâu. Đó, và 4-5 cái này này, 4 cái này. Bốn cái này sẽ tương ứng với 4 cái chân van. 4 cái van của xe thì mình đang ở trên một chiếc xe, mình sử dụng một cái đã. Đầu tiên anh em dùng cái van đồng này, cái con ốc đồng này. Chúng ta
bỏ vô trong van trước. Đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ xoáy vào cái van xe trước. Đây các bạn, chúng ta xoáy cái này vô trước nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vặn cái này vô. Cái này là C này. C là mình nghĩ là bánh sau đấy, bánh sau. Đó, chúng ta xoáy cái này vô này. Đó. Chúng ta siết ốc lên nha các bạn. Đó, cái cà lê này rất nhanh của nó là chúng ta để chúng ta siết cái này này các bạn. Đó, siết cái ốc lại này. Đó, bây giờ chúng ta không làm gì làm cũng phải giữ được cái cà lê này nha, chứ nó mất cái cà lê này cũng hơi phiền á. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ mở màn hình này lên. Đó. Thì bây hiện tại thì cái này nó đây các bạn, đây là cái mà khi mà chiếc xe chúng ta nó bị trong tình trạng đó là bốn bánh nó đều xẹp hết và có một cái bánh hiện tại là 0.7 này. À, thì thông số của bánh xe ô tô thì nó phải là 2.5 nha các bạn. Còn cái đây là 2.7, đối với bánh xe này thì nó quá non rồi. Chúng ta cũng phải bơm lên. Đó. Khi mà nó bị bốn bánh thì nó sẽ phát ra cái chớp và nó kêu. Anh em để cái này trên đầu xe. Thì hiện tại mình đang lắp van xe thì nó sẽ là bánh sau phía bên tài nha các bạn. Bánh sau phía bên tài này. Đó, nó đang chớp này các bạn. Bây giờ chúng ta tháo này ra này. Để em cầm mình tháo này ra là mất luôn này. Mình tháo ra là bắt đầu nó diệt luôn. Thì cái này thì nói chung là ứng dụng rất là hay các bạn. Thì đối với cái bộ này các bạn, thì chúng ta lắp cái này á, nó có một miếng keo dán này đầu xe á, để lỡ mà đi ví dụ như buổi lúc trước khi đi chúng ta phải quan sát cái màn hình đồng hồ này cho nó an toàn các bạn. Đó, chúng ta quan sát xong rồi nó đảm bảo thông số kỹ thuật là chúng ta mới đi. Rồi, giá của cái bộ này là 400.000 nha các bạn. Đây 400.000 bao ship luôn. Quá tốt luôn các bạn. Ok. Ở đây mình đang có 4 bộ điều khiển từ xa nha các bạn. Thì nói chung là nó là cũng là biến thể của nhau cả. Nhưng mà mình thấy đợt này mình thấy cái này nó hợp lý quá nên mình mang về. Đầu tiên á mình giới thiệu cho các bạn đó là cái bộ này. Cái này là công suất của nó là chỉ có 30A thôi. Con này là công suất nhỏ nhất này. Đó. Bộ này chỉ có mấy chục ngàn thôi các bạn. À, bộ này là công suất là 30A các bạn. Nói chung là con này công suất nhỏ nhất. Nó có một cái remote nhỏ như này và một cái như này. Thì cái này chúng ta điều khiển, mình nghĩ là chúng ta nên điều khiển từ một người đối lại cho nó an toàn. Bởi vì chúng ta xài ví dụ như 30A nhưng mà chúng ta xài chỉ 50A là được rồi, không cần phải xài hết công suất đâu này. 300V này, 30A này. Thì bộ này nó nhỏ, mình thấy cái này ứng dụng nhiều nhất là người ta dùng cho máy bơm nước các bạn. Hoặc là những anh chị mà anh xài bên cái rửa xe rồi đó các bạn. Chúng ta ngại đụng trực tiếp vô cái công tắc CB của nó, lúc đang tay ướt thì chúng ta mua cái này, chúng ta bấm từ xa này cho nó an toàn nha các bạn. Rất là hay đối với cái này. Đó. Thì cái bộ này nó nhỏ gọn nhất nè. Thì nó chỉ có giá là 100.000 thôi. Đó là bộ điều khiển nhỏ các bạn. Đó. Rồi nó nhỉnh hơn một chút đó là bộ điều khiển loại trung. Thì cái bộ này. Thì bộ này thì nó công suất nó lớn hơn, nó là 40A. Con này thì mình khuyến cáo là anh em dùng 40A thì công suất nó rất là lớn các bạn, nó khoảng 5.000W là chứ nó không ít đâu. Nhưng mà chúng mình khuyến cáo anh em nên dùng từ 30 motor tầm 2 ngựa đối lại là đẹp nha các bạn. Ví dụ như chúng ta xài thì anh em tính khoảng cách con này á là tối đa của nó là một cây số, với điều kiện là lý tưởng nha các bạn, có nghĩa là không có một vật cản gì nó điều khiển được một cây. Nhưng mà trong vật cản thì chúng ta cứ trừ hao đi, chúng ta xài đừng có lạm dụng nó nhiều quá. Đó, chúng ta chỉ xài từ hai ngựa đối lại thôi là ok. Đó, bộ này thì nó có một cái remote lớn hơn này. Đó, một cái bộ điều khiển này các bạn. Cách đáo thì nó rất là đơn giản các bạn. 1, 2, 3, 4 này các bạn. Dây 1, 2 là vô, 3, 4 là ra thôi. Đó, dây này. Thì đây là cái bộ trung. Bộ trung thì nó 180 cành nha các bạn. Và bộ lớn nó là 280 này. Cái bộ này là bộ lớn của nó này. Đó, con này thì công suất thoải mái rồi các bạn. Nếu chúng ta nhận chúng ta xài những cái đồ lớn thì chúng ta mua cái này. Ví dụ như motor 2, 3 ngựa, 4 ngựa, 5 ngựa gì đó thì chúng ta vẫn xung cái này được nha các bạn. Con này tới công suất 100A. Cái điều khiển xa nhất của nó là 3 cây số nha các bạn. Cái này điều khiển xa 3 cây số. Đây là cái mod của nó này. Cái control này thì nó cũng giống cái control kia thôi. Đó. Mai mốt mà anh em xài thời gian các bạn. Bây giờ hiện tại mình chưa có bán cái cục pin này, nhưng mà thời gian nữa, ví dụ như nửa năm sau mình sẽ bán cục pin này cho các bạn. Cục pin này chỉ 4-5 nghìn một cục thôi, nhưng mà sau này anh em hãy mua, bây giờ chưa cần đâu. Ít bữa anh em cần thì mình sẽ bán cho anh em bộ pin này luôn. Đó. Rồi, thì bộ này thì nó sẽ là 280 cành. Con này thì điều khiển 3 cái số, công suất 100A nha các bạn. Đó. Và một cái bộ này nữa này các bạn, bộ này mình vừa mới về cũng cua Hornet luôn. Thì bộ này là nó
là một cái ổ cắm, nói chung là nó là biến thể của những cái kia á, có nghĩa là nó cũng sử dụng một cái mạch công suất trong này. Con này thì cũng chỉ có 30A thôi các bạn, con này công suất nhỏ này, công suất là 3000W đến 5000W này. Đó, điều khiển là từ 100m cho tới 1 cây số này. Đó. Cái này nó tiện hơn cái là chúng ta cái gắm cái này vô cái ổ cắm và chúng ta bấm cái nút công tắc là xong, không có cần đấu nối dây gì cả. Đó, nó được cái đó, có công tắc này mở nhanh này. Đó, chúng ta chỉ cần gắm vô ổ cắm và bấm thôi. On off thôi các bạn. Rất hay nha. Rồi. Bộ này thì 250 nha các bạn. Bộ này thì nói chung là nó gọn gàng, nó nhanh hơn. Khỏi đấu nối các bạn. Nó đỡ được cái đó. Nó cũng to chứ không nhỏ đâu các bạn. Đây là cái cọng dây anten, ví dụ như chúng ta điều kiện và cản gì quá chúng ta kéo cái cọng dây này ra nha. Rồi, cái đây là điều anh em mua sản phẩm này á, để mình báo giá lại nha các bạn. Đây là bộ điều khiển nhỏ, anh em gọi là điều khiển nhỏ này, 100 này. Điều khiển loại trung là 180, điều khiển loại lớn là 280 và điều khiển loại ổ cắm á là 250 nha các bạn. Ok. Đây, đây là hai cái bộ sạc ắc quy mà bên mình đang có ở tại cửa hàng luôn nè các bạn. Một bộ là hãng của Forsure. Con này dòng này á là sạc ắc quy từ 4 đến 100A. Nhưng mà anh em lưu ý là những cái dòng này thì dòng nó khá là bình thường, nó không có cao. Dòng nó 5A sạc thôi. Thì khi chúng ta sạc á, chúng ta sạc bình mà bình xe máy thì đồ rất là nhanh, nhưng mà chúng ta sạc những cái bình to rất là lâu các bạn. 12V này, từ 4 đến 100A này. Anh em về lưu ý là kẹp cái đúng cầm giúp mình, kẹp sạc là nó hư một phát là mình không có bảo hành nha. Một cái cục này. Thì bây giờ hiện tại thì mắc 5A này. Ở nhà anh em nào cũng có xe tay ga, cũng có ô tô. Chúng ta mà cái vấn đề mà hết bình giữa đường á, quên, để lâu ngày hết bình là cái chuyện hết sức là bình thường. Chúng ta nên đầu tư một bộ để sạc bình nha các bạn. Đó, đây là bộ loại nhỏ này các bạn. Đó, và đây là cái bộ loại lớn này. Cái bộ này thì công suất của nó là 12V là được 8A và 24V là 4A dòng sạc á. Bộ này thì nó có thể sạc được bình 24V luôn, nó đa năng hơn một chút. Này, cảm ứng nha các bạn, những nút trên này đều là cảm ứng nha các bạn. Nó khi chúng ta xài thì nó to hơn, dòng sạc nó lớn hơn, 12V và 24V đều được nè các bạn. Có quạt tán nhiệt đầy đủ nha các bạn, cục này rất là xịn. Giá của bộ này là 320, anh em mua cái bộ nào thì báo bộ đó nha. Rồi, thì ở đây á các bạn, mình có cái loại cưa lắc cho anh em xài bên cây cảnh này. Đó, hàng này là hàng made in Japan luôn. Đó, cái cưa lắp đây là cái cưa nhánh các bạn, ví dụ như cây cối có những cái nhánh nhỏ trong kẹt rồi chúng ta cưa ha. Cưa mấy cái nhánh nhỏ trong nách trong đồ là rất là hay, người ta gọi là hay cái gọi là cái cưa này là cưa nách đó các bạn. Thì cái cưa này á bình thường là 100.000, hôm nay mình giảm giá xuống còn 70 nha các bạn. Cưa lắp đen này đó, cưa lắp là 70 này đó. Ở đây là cái thước kẹp điện tử các bạn, cái thước kẹp điện tử này thì giá bình thường là 150, đợt này mình bán 130 thôi. Cái này thì chúng ta rút cái miếng này ra là nó có pin nha các bạn, nó có một cục pin sơ cua đi theo này. Cái này là bằng nhựa carbon, bằng nhựa, nói chung là bằng nhựa đi, nhưng mà chúng ta xài ít đó, chúng ta nên mua những cái cây này thôi các bạn. Còn những cái cây mà nó nhiều tiền quá thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó hơi phí nếu mà chúng ta xài ít đó. Còn anh em nào xài cơ khí chính xác thì bắt buộc là phải mua hàng xịn nha các bạn. Cái này mình đơn ngoài bán 130, cái thiết kế điện tử này. Rồi, đây là những cái cưa, cây kéo hàng cây cạp các bạn. Đây gọi là những cái cạp, cạp u, cạp sần, cạp cây cảnh đó. Thì mình có hai loại này, một là cây cạp tròn và hai là cạp xéo. Đây, cạp xéo này các bạn, nó để lâu nó cũng hơi hèn rỉ một chút, nhưng mà chúng ta chỉ cần ấy là nó sạch thôi. Đó, đây là cây cạp xéo, đây là cạp tròn. Anh em nào chơi bonsai thì nhìn như là biết liền, cũng không cần có nói nhiều nha. Hàng này thì hàng cũng ok, nhưng mà giá này bình dân thôi. Con này bình thường mình bán là 301 một cây, nhưng mà trong chương trình hôm nay mình giảm chỉ còn 250 thôi các bạn. 250 ngàn. Anh em mua cặp tròn thì báo cặp tròn, mà cặp xéo thì báo cặp xéo nha các bạn. Đó, đây. Anh em mua cái nào cũng được nha các bạn. Cặp tròn là 250 mà cặp xéo cũng 250 luôn. Anh em về làm bonsai. Tiếp theo là cái búa đóng đinh. Hôm trước thì mình nói nhầm cái hộp này là 100 đinh, nhưng mà nó là 400 đinh nha các bạn. Mình nói nhầm chứ không phải là ấy.
Nhưng mà giá thì mình cũng đã báo trong video hết rồi. Được, đây mình làm giá lại này. Hộp này là 400 cái đinh trong này. Mai mốt mà anh em mua mà xài mà trong quá trình xài nó bị cần mua thêm đinh đó, thì liên hệ bên mình sẽ có bán cho các bạn nha. 400 cái đinh trong này nè. Thì hộp này nó gồm có một cái búa trợ lực như này. Này thì ví dụ như chúng ta xài và chúng ta bấm nút này, bỏ đinh vô đây. Bỏ đinh vô đây. Đinh này là một phân rưỡi nha các bạn. Chúng ta mình đang hiện tại thì nó bán được đinh 1/5 đến 1/8 này. 1/5 đến 1/8 này. Đó. Nhưng mà mình hiện tại mình đang cạm đinh cho bạn là 1/5 nha các bạn. Đóng khi đóng gắn vào tường. Ví dụ chúng ta thi công công trình đúng không? Đóng lên như thế này thì nó sẽ giữ luôn. Nó không có bị đóng vào tay các bạn. Chúng ta đóng này các bạn, nó giữ lại từng đoạn này. Đó. Khi nào đóng hết cửa thì chúng ta bấm nó bật ra. Rất là hay nha các bạn. Thì cái búa này thì bên mình đang bán lá là 290.000, là bao gồm 400 cái đinh cho này cho các bạn này. Hộp này là hộp 400 đinh. Như thế này. 290.000. Này. Rồi tiếp theo là cái đèn đường các bạn, cái đèn đường 100W này các bạn. Cái đèn này bán khá là nhiều nha các bạn. Gồm có hai cái bi cầu led rất là to như này. Trong này là cái bo led của nó này, mặt gọi như mặt tăng phô. Con này sáng siêu sáng luôn. Anh em nào mà đang làm đường hay là làm sân vườn đó các bạn, cần một cái đèn soi sáng sân vườn thì chúng ta cái này là hợp lý nha các bạn. Bữa này có ba cọng dây, chúng ta bỏ cọng dây này đi hoặc là chúng ta tiếp địa cọng dây này cho nó an toàn. Đó, dùng hai cọng này thôi nha các bạn, sáng siêu sáng luôn. Thì một cái đèn như này thì bên mình đang bán là 200.000 bao ship luôn nha các bạn. 200.000 với cái đèn này rất rẻ luôn các bạn. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Cái đèn này thì mình còn khá là nhiều. Rồi, một cái led van đèn sân vườn này, đèn rọi sân vườn này. Đây. Led van đèn rọi sân vườn. Mặt kính cường lực nha các bạn. Tản nhiệt này. Kích thước của nó là mình có cung cấp cho anh em cái này này. Kích thước là 245 là 224 cm ngang, 24,5 cm đó. Ngang là 17 và dày là 28mm này. Cái đèn này. Con này nó sáng rất là đẹp nha các bạn. Nó dùng để rọi sân vườn, rọi pano đó. Đó. Rồi, giá là 230 nha các bạn. Ok. Đây các bạn, ở đây là một hộp mình còn sót trong kho được một cái chai này còn ngon này các bạn. Còn được mấy thùng như vậy. Đáng lẽ là hết rồi nhưng mà còn mấy thùng, sắp ra bán thành lý luôn. Con này là dòng keo Tipon, dòng keo xây dựng chuyên dùng trong xây dựng này các bạn. Kháng nước, chống dột này, dùng cho tất cả về mặt gỗ này. Đó, xử lý này, dán kim loại, dán gạch gương, bê tông, thạch cao, các kiểu luôn. 12 chai một thùng. Giá mình thanh lý là chỉ có 300.000 một thùng. Còn được mấy thùng á. 12 chai nha các bạn. Anh em nào mua nguyên thùng mình bán chứ mua lẻ là không bán nha các bạn. Lượng này có ít lắm. Đó. Rồi ok, thùng keo Tipon 300.000. Rồi, và cuối cùng là mấy cái băng keo này nha các bạn. Đây là băng keo giấy. Cái băng keo mà mình các bạn hay thấy mình làm giá cho sản phẩm này, ví dụ như đây nè. Đó. Mình hay làm giá làm đồ này các bạn, đó là cái thứ này đó. 20 ví dụ như mình làm giá này thì là băng keo này các bạn. Thì cái này là keo 3M nha, keo 3M của 3M luôn, chính hãng luôn. Đó, một thùng một cây như này là 9 cuộn. 2 4 6 8 9 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 9. Có cây 8 có cây 9 các bạn ơi. Gì kỳ vậy ta? 2 4 6 8 10, đúng rồi. Nói chung là bình quân một cây 9 cuộn. Cái này thì chúng ta về một là làm giá sản phẩm, hai á là chúng ta dán sơn các bạn. Mấy anh em mà làm bên mảng đề can rồi đó, dán sơn, dán phim rồi đó, chúng ta dùng cái này để chúng ta ngăn cái sơn ra này, rất là hay nha các bạn. Mà giá thì rẻ nữa. Đường này mình bán một thùng như này là 8 cây nha các bạn. 8 cây như này bình thường ra chợ mua lẻ một cuộn 10.000 rồi. Hay một cây như này là chúng ta đang có 200.000 này, nhưng mà mình bán cho các bạn một thùng 8 cây, 8 mà nhân 9 là 72 cuộn nha. Giá thì có 180 cành thôi, quá rẻ luôn các bạn. Rồi ok, giá 80 180.